phải không? Biết ngay là đói bụng. Ủa không phải hả? Sao nhìn giống như mặt giống như bị đói bụng quá vậy? Mà buồn quá vậy? Con như vậy mà. Là con như vậy hả? Đứng con như vậy. Đứng từng con như vậy, bỏ lại vô rồi mình đập cái trúng lên. Vậy hả? Mặt con như vậy thôi hả? Mà tưởng tại vì buồn chứ. Buồn đói bụng hay sao chứ? Không phải như vậy. Ok, vậy là chuyện vui rồi. Sao hôm nay đi học vui không nào? Đây là học vui cỡ nào nè? Kể cho ba nghe coi. Hoặc là có bị vấn đề gì không? Có ai làm phiền con không? Ví dụ như Ariana này có làm phiền con không? Hôm nay là best friend hay là không có best friend nữa? Hả? Medium hả? Medium, I like it. Medium tức là một nửa bên này, một nửa bên kia phải không? Ôi trời ơi, một nửa bên này, một nửa bên kia, medium, hay quá. Vui. Tức là không có best friend mà cũng không có enemy phải không? Right in the middle. A little bit of best friend and a little bit of enemy. A little bit best friend and a little bit enemy. Nếu về tiếng Mỹ nó gọi là Switzerland đó con. Switzerland tức là nước trung gian á, không có ngã bên nào hết. Khi người ta nói người ta là Switzerland á, thì ý người ta nói là that being middle. Middle, yep. Tức là nước Thụy Sĩ đó con. Nhưng mà cái đó là cái giọng dọi đó. Vậy hả? Cái đó là giọng dọi, dọi đó. Switzerland, okay, you are Switzerland today, huh? Stop saying Switzerland. Switzerland hay lắm á, đừng có tưởng nha. Middle. Middle, hả? Okay. That's how I say it. Thôi đi vô nè, con có đói bụng không? Giờ con muốn ăn cơm chiên hay ăn phở? Ăn phở. Ăn phở.